Dạ, Hình Trân, để tiếp tục kế tiếp, Hình Trân hân hạnh mời giới thiệu cùng toàn thể quý vị một giọng hát rất là thân quen của ngôi chùa chúng ta, ấm áp và tánh tình rất là dễ thương. Xin quý vị cùng Hình Trân chào đón nam ca sĩ Hoàng Vinh. Hoàng Vinh xin kính chào quý vị chư Phật tử. Để giúp vui chương trình ban ngày hôm nay, Hoàng Vinh xin được trân tặng một bài nhạc của cố nhạc sĩ Nhạc Dũng. Trước khi anh ra đời, anh viết bài nhạc này với tựa đề là Ngày Con Về. Xin mời cùng thích. Xa quê hương, chúng ta lúc nào cũng nhớ về hình ảnh của một người mẹ hiền. Ngày con ra đi, mẹ tiễn con. Một trầu trời rạng đông, một cây duyên kỳ trúc, mong rằng con chiến thắng được về. Thăm ba lũ bạn bè năm xưa.